xe đạp đang dần trở thành một phương tiện luyện tập thể thao và giải trí phổ biến. Song phần lớn, những loại xe này vẫn là khung sắt, nhôm hoặc cao cấp hơn là carbon. Tuy nhiên, ngày nay, người Việt Nam chúng ta đã nghiên cứu chế tạo thành công xe đạp với nguyên liệu chủ yếu là tre, rất mới lạ, độc đáo và thân thiện với môi trường. Những ngày còn là sinh viên kỹ sư cơ khí ô tô, anh Phạm Minh Trí đã ấn tượng với tre. Rồi khi đi làm, anh dành thời gian nghiên cứu chất liệu thuần Việt này như một sở thích. Đến năm 2012, anh chính thức bắt tay vào việc hiện thực hóa lý thuyết trên giấy. Từ đó, thương hiệu xe đạp tre Việt Bamubai bắt đầu ra đời với mơ ước mang tre Việt đi chinh phục thế giới. Sau khi làm thử với 20 chiếc khung xe đạp tre ban đầu, anh đã tìm ra được bí quyết để tạo chiếc sườn bằng tre rắn chắc hơn cho xe đạp. Dẫu đây chỉ là nghề tay trái, nhưng ngay từ lúc đầu, anh Phạm Minh Trí đã đưa ra kế hoạch dài hơn cho dòng sản phẩm xe đạp bằng tre độc đáo của mình. Cái ý tưởng mà làm xe đạp tre là xuất phát từ một buổi hội thảo ở bên trường đại học ở bên Đức. Thì các sinh viên mới chỉ lẫn nhau là làm thế nào mà để kết nối những thanh tre lại để làm một cái xe đạp. Lúc mà mình ở cái hội thảo đó thì mình mới nghĩ rằng tại sao những cái người nước ngoài, những người Đức, người ta có thể làm những cái xe đạp bằng tre được, người ta có thể làm được mà mình không làm được. Trong khi ở Việt Nam mình á, thì cái nguồn tre lại rất là phong phú. Thì do đó là nên tôi muốn về và làm ra cái xe tre tại Việt Nam. Để hoàn thiện được một chiếc xe đạp bằng tre đáp ứng những đòi hỏi khắt khe của khách hàng, anh Trí đã phải kỳ công nghiên cứu và kiểm tra tỉ mỉ từng công đoạn trong quá trình chế tạo. Tre trước khi được sử dụng sẽ được xử lý để chống mối mọt, sau đó được sấy khô đến một mức độ ẩm nhất định để đảm bảo độ cứng và chống nứt nẻ. Các khớp nối trên khung xe được anh gia cố bằng cách dùng các sợi gai quấn các mối nối của thanh tre, sau đó mai lại để đảm bảo yếu tố thẩm mỹ. Nhưng hiện tại, cơ sở anh còn sáng chế ra những bộ khung ép mối nối để tiết kiệm tối đa sức người cũng như hạn chế phát sinh giá thành sản phẩm. Thuận lợi là thế, tuy nhiên, bất kể công việc kinh doanh nào khi mới bắt đầu đều có những khó khăn nhất định. Khi khởi nghiệp với xe đạp tre thì rất là vất vả, bởi vì cái thứ nhất là cần phải làm được một cái xe đạp tre mà đáp ứng đủ tiêu chuẩn kỹ thuật của một cái xe đạp bình thường. Và điều thứ hai mà sau này tôi mới nghiệm ra rằng là làm xe đạp tre rất là khó, không phải vì làm xe đạp tre khó mà cái vấn đề khó khăn ở đây là mình lấy được cái niềm tin của người tiêu dùng, thì đó là cái khó nhất trong cái ngành xe đạp tre. Tre mà sử dụng để làm xe đạp tre mà tôi đang làm là tôi sử dụng tre tầm vong lấy ở vùng núi An Giang và biên giới Việt Nam Campuchia. Thì cái loại tre này có đặc tính rất là tốt về thứ nhất là sức bền, độ đàn hồi và cũng như độ cứng. Nếu trước đây xe đạp tre chỉ có khung xe làm bằng tre thì nay anh đã bổ sung thêm rất nhiều chi tiết khác như ghi đông, bè xe, phuộc xe đều làm bằng tre và nhuộm màu cho các khớp nối. Tất cả các công đoạn tạo nên khung xe và hình thành xe đạp đều được gắn kết thủ công rất tỉ mỉ, công phu và chắc chắn để đảm bảo an toàn cho người dùng. Hiện những sản phẩm xe đạp tre của anh đều được khách hàng đón nhận rất tốt. Đến nay, cơ sở của anh đã sản xuất được trên 300 chiếc khung và xe hoàn chỉnh, trong đó nhiều chiếc được xuất khẩu ra nước ngoài như Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Australia. Hiện tại là đối với cái quy trình làm thủ công xe đạp tre thì một cái xe đạp tre nó sẽ mất khoảng từ 35 đến 40 tiếng. Cái giá của xe đạp tre nó sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là cái phụ tùng mà mình gắn vào. Có thể dao động từ 15 triệu cho đến 5-60 triệu là chuyện rất là bình thường. Cái ưu điểm đặc biệt nhất của xe đạp tre đó chính là xe đạp tre được làm từ tre và tre là cái sản phẩm thứ nhất thân thiện môi trường. Cái thứ hai là đặc tính về kỹ thuật của tre là do tre nó có độ đàn hồi rất là tốt, nó hấp thụ chấn động. Nên ở một số điều kiện mà gồ ghề, địa hình gồ ghề á, thì xe đạp tre nó sẽ phát huy hết cái đặc tính của nó. Tức là nó sẽ hấp thụ chấn động từ mặt đường và nó sẽ tạo cảm giác thoải mái cho người lái nhiều hơn. Từ những thân tre gầy guộc qua bàn tay khéo léo và bí quyết xử lý của những người thợ, chúng đã trở nên ống ả và đẹp như những tác phẩm nghệ thuật. Chính vì vậy mà giá thành còn khá cao. Để mở rộng thị trường trong nước, anh Trí đang tìm phương án giảm giá thành để xe đạp tre có thể trở thành phương tiện đi lại phổ biến tại Việt Nam. Bởi đây không chỉ là sản phẩm thân thiện với môi trường, mà tre còn là một phần hồn của dân tộc. Tre hiện diện mọi nơi trong đời sống vật chất cũng như tinh thần của người Việt. Hy vọng những cây tre mộc mạc sẽ trở thành những sản phẩm tiêu dùng hữu ích, phục vụ không chỉ cho người dân trong nước mà còn đến với bạn bè khắp nơi trên thế giới.